Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 7 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới phiên sáng nay đã quay đầu tăng mạnh do nhiều dự báo gần đây cho rằng việc các nước bơm một lượng tiền khổng lồ vào các thị trường không sớm thì muộn cũng sẽ đẩy lạm phát lên cao. Lạm phát tăng ngay lập tức đẩy giá vàng tăng trở lại. Cụ thể, trên thị trường thế giới, tính tới đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, đang giao dịch quanh ngưỡng 1.809 đô la Mỹ một ounce, tăng 7 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Đà tăng của giá vàng đang bị hạn chế sau khi Trung Quốc thông báo nhập khẩu hàng Mỹ trong tháng 6 tăng 11,3% so với cùng kỳ, sau khi giảm 13,5% trong tháng 5, xuất khẩu hàng Trung Quốc vào Mỹ chỉ tăng 1,4%. Các số liệu này tích cực hơn so với dự báo và là thông tin tích cực đối với quan hệ Mỹ-Trung. Nó cũng cho thấy tín hiệu Trung Quốc hồi phục nhanh sau những ảnh hưởng của những quyết định phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước trong hôm nay cũng đã được điều chỉnh tăng. Tại các tỉnh, thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SJC hầu hết được điều chỉnh tăng 80.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 90.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Duy chỉ có SJC Đà Lạt là chưa có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng SJC tại các tỉnh, thành phố được niêm yết ở mức giá như sau. Tại SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng đều có chiều mua vào là 50,25 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,64 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Nha Trang có giá mua vào là 50,24 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,64 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Cà Mau giá mua vào là 50,25 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,64 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Bình Phước giá mua vào là 50,23 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,64 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Huế có giá mua vào là 50,22 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,65 triệu đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa, SJC Miền Tây và SJC Quảng Ngãi đều có chiều mua vào là 50,25 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,62 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Đà Lạt giá mua vào là 47,77 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,2 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Long Xuyên có giá mua vào là 50,27 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,67 triệu đồng trên một lượng. Thưa quý vị, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng các loại cũng được điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua, cụ thể được niêm yết với mức giá như sau. Tại SJC thành phố Hồ Chí Minh từ 1 lượng đến 10 lượng, giá mua vào là 50,25 triệu đồng trên một lượng, tăng 80.000 đồng và bán ra là 50,62 triệu đồng trên một lượng, tăng 90.000 đồng. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ, giá mua vào là 49,95 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 70.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 4 số 9 có giá mua vào là 49,65 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,4 triệu đồng trên một lượng, tăng 70.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 24K có giá mua vào là 48,65 triệu đồng trên một lượng, tăng 169.000 đồng và bán ra là 49,9 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 169.000 đồng. Vàng nữ trang 18K có giá mua vào là 36,104 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 37,954 triệu đồng trên một lượng, tăng 53.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K có giá mua vào là 27,686 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 29,536 triệu đồng trên một lượng, tăng 41.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 10K có giá mua vào là 19,319 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 21,169 triệu đồng trên một lượng, tăng 29.000 đồng ở cả hai chiều. Còn tại một số các tổ chức lớn, giá vàng hôm nay đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại Doji, thành phố Hồ Chí Minh có giá mua vào là 50,31 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng và bán ra là 50,54 triệu đồng trên một lượng, tăng 180.000 đồng. Tại Doji, Hà Nội có giá mua vào là 50,31 triệu đồng trên một lượng, tăng 160.000 đồng và bán ra là 50,54 triệu đồng trên một lượng, tăng 140.000 đồng. Tại PNG, thành phố Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đều có giá mua vào là 50,2 triệu đồng trên một lượng, tăng 20.000 đồng và bán ra là 50,5 triệu đồng trên một lượng, tăng 80.000 đồng. Tại Phú Quý, SJC có chiều mua vào là 50,32 triệu đồng trên một lượng, tăng 130.000 đồng và bán ra là 50,55 triệu đồng trên một lượng, tăng 160.000 đồng. Tại tổ chức Mi Hồng có chiều mua vào là 50,3 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng và bán ra là 50,55 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu có chiều mua vào là 50,18 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,38 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn tại một số ngân hàng lớn, giá vàng SJC cũng đã có sự biến động so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua, cụ thể được niêm yết với mức giá như sau. Tại ngân hàng Eximbank có giá mua vào là 50,3 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,5 triệu đồng trên một lượng,
tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều. Tại ngân hàng ACB có giá mua vào là 50,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,6 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều. Tại ngân hàng Sacombank có giá mua vào là 50,15 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,58 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại ngân hàng SCB có giá mua vào là 50,32 triệu đồng trên một lượng, tăng 70.000 đồng và bán ra là 50,62 triệu đồng trên một lượng, tăng 170.000 đồng. Tại ngân hàng Maritimebank có giá mua vào là 49,6 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,8 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại ngân hàng TPBank Gold có giá mua vào là 50,3 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,55 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường thì có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 hoặc địa chỉ email là banbientapa.invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.